Nấm xin chào tất cả các bé. Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại kênh Thanh Nấm của cô nhé. Các bé ơi, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi học, ghép và đếm số nhé. Bài hôm nay, chúng ta sẽ học ghép và đếm số từ 40 đến 50. Nào, bây giờ cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và cùng theo dõi video với cô nhé. Cô có số 4. Cô thêm số 0. Chúng ta sẽ được số 40. Các bé cùng đọc theo cô nhé. 40. 40. Cô có số 4. Cô thêm số 1. Chúng ta sẽ đọc là 41. Nào, các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 41. 41. Cô có số 4. Cô thêm số 2. Chúng ta sẽ đọc là số 42. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 42. 42. Cô có số 4. Cô thêm số 3. Chúng ta sẽ được số 43. Nào các bạn hãy cùng đọc theo cô nhé. 43. 43. Cô có số 4. Cô thêm số 4. Chúng ta sẽ được số 44. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 44. 44. Cô có số 4. Cô thêm số 5. Chúng ta sẽ đọc là 45. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 45. 45. Cô có số 4. Cô thêm số 6. Chúng ta sẽ được số 46. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 46. 46. Cô có số 4. Cô thêm số 7. Chúng ta sẽ được số 47. Nào, các bạn hãy cùng đọc theo cô nhé. 47. 47. Cô có số 4. Cô thêm số 8. Chúng ta sẽ được số 48. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 48. 48. Cô có số 4. Cô thêm số 9. Chúng ta sẽ được số 49. Nào các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 49. 49. Cô có số 5. Cô thêm số 0. Chúng ta sẽ được số 50. Các bé hãy cùng đọc theo cô nhé. 50. 50. Các bé ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi ôn tập một lần nhé. Nếu như các bé thấy thích video của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần ôn tập. 40. 40. 41.
41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 50. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô Thanh Nấm cảm ơn tất cả các bé đã theo dõi video của cô. Các bé ơi, video của cô sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Nhưng cô sẽ cố gắng ra nhiều video hơn để phát sóng vào những buổi tối khác trong tuần cho các bé nhà mình cùng theo dõi và cùng học nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để mỗi khi cô có video mới thì các bé là người đầu tiên được đón xem nhé. Cô cảm ơn các bé rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!